thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và video ngày hôm nay chúng ta cùng đến với nhịp đập thị trường số hôm nay là số 223 ngày 9 tháng 5. Thì cái câu hỏi ngày hôm nay của các bạn hỏi tôi ấy, đó là cái câu hỏi là khi thị trường rung lắc như thế này thì theo anh thì chúng ta nên làm gì? Đấy, thì cái câu hỏi của các bạn, bạn hỏi tôi là bởi vì có một số các cái bạn khi mà nhắn tin cho Thái Phạm hỏi một câu là Thái Phạm ơi, hoặc là anh Thái Phạm ơi, bây giờ em đợt hồi phục vừa rồi thì em bớt đi một khoản lỗ và em vẫn còn lỗ, nhưng theo anh thì anh có nhận định trong nhịp đập thị trường ấy là thị trường nó sẽ đến cái vùng này, nó sẽ có rung lắc 1204x, 1205x, 1206x gì đấy, thì nó sẽ có rung lắc, thì theo anh em nên làm gì? Em còn lỗ, em có nên bán ra cầm tiền mặt rồi đợi mua lại sau? Có một số bạn thì nói là em đã lời rồi thì em có nên bán và cầm tiền để em đợi thị trường chỉnh em mua lại. Một số bạn thì theo anh thì nên làm gì, nên giữ và tỷ lệ tiền và cổ phiếu hiện nay là bao nhiêu, cần phải làm gì hả anh? Thế thì điều đầu tiên ý, tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà chúng ta nhìn vào cái đây thì cũng chia sẻ với lại các bạn cái video của tôi lúc mà chúng ta đã có cái chia sẻ rất rõ trong cái cơ hội và thách thức của thị trường chứng khoán tuần mới và một số cái bài học từ chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 hay là bài học từ Đại Nhạc Hội Đầu Tư của Buffett, thì ta có nói chuyện với nhau. Ta có nói chuyện với nhau là ở cái vùng mà thị trường nó rung lắc như này này, nó sẽ đến một cái điểm khi mà thị trường hồi phục và chúng ta đã không bán tháo trong cái phiên vào ngày 17 và 19 tháng 4. Thì các bạn nhớ là cái thời điểm mà tôi live stream, tôi có chia sẻ trong cái live stream ấy, thì làm sao phải hoảng loạn 3 tuần trước vào ngày 15 tháng 4. Thì tôi cũng chẳng có lý do gì tôi phải bán tháo thời điểm đó. Cũng như là thị trường sau đó thì mọi người lại bán tháo vào cái thời điểm là ngày 17 và ngày 19. Thế từ cái thời điểm ngày 19 là ở vùng 1.165 điểm thì thị trường nó đã hồi phục đến thời điểm này 1.250 đó. Thì gần hơn gọi là hơn 80 điểm và gần 90 điểm. Thì tất cả những người bán tháo cổ phiếu ở cái vùng này thì đều thiệt hại thật sự. Và mọi người ước rằng là ngày 17 và 19 tháng 4 vừa rồi đã không bán tháo. Thế thì khi thị trường nó hồi phục xuyên suốt 10 phiên từ cái ngày 19 tháng 4 cho đến thời điểm hiện tại, nó hồi phục 80 điểm. Thì cái câu chuyện ở đây ấy, chúng ta phải thấy rằng là cái việc mà cái thị trường hồi phục 80 điểm từ 1.167 cho đến 1.250 hiện tại, nó khoảng 10 phiên. Thì điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là cái việc rung lắc này của thị trường. Rung lắc đó là gì? Thị trường nó điều chỉnh một vài điểm số, một vài phần trăm, một số cổ phiếu đang xanh chuyển đỏ, chuyển vàng, rồi đỏ một vài phần trăm. Đấy là cái tôi gọi là sự rung lắc. Và sự rung lắc như vậy đối với lại thị trường khi mà đã hồi phục khoảng 80 điểm, thậm chí hơn 80 điểm từ cái vùng 1.167 điểm, thì đó là một cái điều hết sức là bình thường. Đấy. Và các bạn có nhớ tại cái thời điểm mà chia sẻ với các bạn ở lúc mà chẳng có việc gì mà phải hoảng sợ, thì các bạn thời điểm đấy cũng là 1.216 điểm và kể cả các bạn không hoảng sợ đến thời điểm này 1.250 điểm bạn vẫn đang lời mà, đúng không? Thậm chí là một số người thì còn mua ở ngày 19 tháng 4, mua rất nhiều thì họ có lãi và thậm chí về đất liền rất xa. Thế điều đầu tiên ấy, chúng ta hiểu nó là cái sự bình thường khi rung lắc. Và chúng ta cũng hiểu thêm một điều nữa, đó là thị trường nó là một cái cỗ máy kiểm phiếu các bạn ạ. Đấy. Thị trường nó là một cái cỗ máy kiểm phiếu. Đấy. Và cái này thì chắc là phải nói chuyện với các bạn một lần nữa. Bởi vì sao? Bởi vì như ông Warren Buffett hay nói, thị trường là một cái cỗ máy kiểm phiếu, cho nên là lúc thì nó hưng phấn quá đà, lúc thì nó lại sợ hãi quá độ. Chính bởi nó là cái cỗ máy kiểm phiếu, cho nên là khi mà thị trường người ta đo cái cảm xúc là chính, chứ người ta không đo cái sự thật về cái doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì vẫn vậy thôi. Nhưng mà cái cảm giác thoát chết của một người ở 1.167 cho đến khi mà họ không những hồi phục
lấy lại được tiền về bờ, thì họ lại quên mất là họ mua cái doanh nghiệp của mình cái thời điểm trước đó là cái gì. Họ chỉ biết là bây giờ hút chết từ âm mất 10%, bây giờ em đã hòa vốn rồi, thậm chí em đã có lời 5% rồi, theo có nên bán hay không, vân vân, đặt ra những câu hỏi như vậy. Thì nó là cái cuộc chiến về mặt tâm lý mà thôi. Đấy, bởi vì nó là cỗ máy kiểm phiếu mà. Kiểm phiếu là kiểm đến cái tâm lý của các bạn. Thực sự là các bạn phải đầu tư thì nó đấu tranh trong một cái tâm lý. Nó là một cái con lắc, nói theo Howard Marks thì nó dễ hiểu hơn. Trong cái cuốn Điều Quan Trọng Nhất ở đây này, đây là cái cuốn tôi khuyên các bạn đọc và gối đầu giường luôn. Thì thực bản chất nó là một cái con lắc, nó dao động giữa cái sợ hãi. Và chúng ta phải nhận thức rất rõ trong cái chương mà ở trang chương 9, đó là ý thức được cái chu kỳ của con lắc ở đây này. Đấy. Thì tôi đọc cho bạn nghe một đoạn. Thực ra bạn phải ý thức được cái chu kỳ của con lắc cơ. Đây là một cái bản ghi nhớ cực kỳ hay, bởi vì sự thay đổi trạng thái tâm lý của thị trường chứng khoán giống như chuyển động của con lắc. Mặc dù trung điểm ở vòng cung được mô tả là mức trung bình, nhưng thực sự thời gian mà thị trường ở mức trung bình là gần như rất ít. Thay vào đó, con lắc hầu như luôn dao động hướng về hoặc ra xa hai cực điểm trong vòng cung đó. Nhưng bất cứ khi nào con lắc đến gần điểm cực đại thì không thể tránh khỏi nó sẽ quay trở lại ở vị trí cân bằng ở giữa, dù sớm hay muộn. Trong thực tế, đó là sự chuyển động về một điểm cực đại để cung cấp năng lượng cho con lắc dao động quay trở lại. Và thị trường đầu tư dao động cực kỳ giống con lắc, giữa hưng phấn và trầm lắng, giữa việc tôn vinh những sự phát triển tích cực và ám ảnh về những điều tiêu cực, giữa giá quá cao và giá quá thấp. Dao động này là một trong đặc điểm đáng tin cậy nhất của thế giới đầu tư, và tâm lý nhà đầu tư dường như dành nhiều thời gian ở các thái cực so với điểm cân bằng giữa hai thái cực. Có nghĩa là thực ra nhà đầu tư chỉ có hai trạng thái thôi. Một là sợ hãi quá độ. Đấy, sợ hãi quá độ nhé các bạn nhé. Hai ấy, là gì? Hai là gọi là tham lam tột độ. Tham lam tột độ hoặc là sợ hãi tột độ, chứ không có cái điểm mà cân bằng giữa cả hai. Nhà đầu tư chẳng bao giờ cân bằng cả, cho nên các bạn mới hỏi tôi. Thế thì tôi xin chia sẻ một câu nữa mà tôi thấy rất hay, đó là theo Charlie Munger thì nói là điểm nhà việc đầu tư thì nó chẳng bao giờ nó dễ dàng cả, bởi vì nếu mà việc đầu tư nó là việc dễ dàng thì rất nhiều người đã kiếm được rất là nhiều tiền, đúng không ạ? Và bây giờ các bạn phải hỏi một câu nữa trước khi bạn nói hỏi tôi là anh Thái Phạm ơi, bây giờ thì chúng ta nên bán cổ phiếu hay là chúng ta nên chốt lời cổ phiếu hay là chúng ta nên chịu một lỗ nhỏ, bởi vì em hút chết ở 1164, bây giờ em thấy em gần về bờ rồi, hay là em bán đi. Để nếu mà rung lắc nó điều chỉnh, và chắc chắn nó điều chỉnh đúng không anh? Thì xin thưa các bạn là tôi nói thật, tôi dự báo là sẽ có điều chỉnh, nhưng mà tôi không bao giờ chắc chắn rằng nó sẽ điều chỉnh. Bởi vì sao? Bởi vì chẳng có cái gì chắc chắn trong cái thế giới này cả. Nói theo Benjamin Franklin, người đàn ông xuất hiện trên cái tờ 100 đô la của Mỹ đó, tức là người được gọi là cha đẻ về phát minh, rồi là nhà khoa học, nhà văn học vĩ đại của Mỹ, người duy nhất không phải là tổng thống mà được in lên trên cái đồng tiền 100 đô la, tờ tiền mệnh giá to nhất của nước Mỹ. Thì ông Benjamin cũng nói là chẳng có cái gì chắc chắn trong cuộc đời này cả, ngoại trừ là cái chết và thuế cả. Thế thì bây giờ bạn hỏi tôi là anh có chắc chắn là thị trường sẽ điều chỉnh không? Làm sao tôi biết được? Tôi chỉ nói là cái xác suất khả năng cao rằng là ở cái vùng này nó sẽ có rung lắc. Rung lắc có nghĩa là điều chỉnh không? Không biết. Rung lắc nó có thể điều chỉnh một vài chục điểm. Nó có thể là tích lũy ở trong một cái khung giống như là Dow Jones, và chỉ số VN Index nó sẽ đi theo giống Dow Jones, nó lắc 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 như thế này. Nhưng mà trong quá trình lắc lắc như vậy thì có cổ phiếu giảm, có cổ phiếu tăng, có cổ phiếu tăng trần vân vân, chứ không phải tất cả đồng loạt cùng giảm. Đấy, thì tôi cũng không chắc về cái kịch bản của nó, nhưng tôi chắc chắn một điều, đó là thị trường là cỗ máy kiểm phiếu, và thị trường là luôn luôn dao động giữa hai cực của cái con lắc tâm lý giữa sợ hãi và tham lam. Tại sao tôi lại nói dành nhiều thời gian để chia sẻ các bạn về điều này? Là bởi vì các bạn hãy tự hỏi là tại sao bạn lại mua cổ phiếu trước khi mà bạn định bán nó. Đấy. Bạn kiểm tra lại cái checklist của mình là lý do tại sao mình mua cái cổ phiếu này ngay từ đầu. Cái kỳ vọng của bạn về cái cổ phiếu này là cái gì? Tại sao bạn mua nó và kỳ vọng của mình vào nó? Thế thì bạn mới kiểm tra lại. Vậy bây giờ cái giá cổ phiếu hiện tại so với kỳ vọng và cái lý do ban đầu và cái định giá hợp lý trong đầu của mình, và các bạn đã đọc những cái báo cáo của các cái tổ chức tài chính về nó rồi, thì cái thời gian mình dự định nắm giữ này, cái giá kỳ vọng này, cái lý do mình mua ban đầu này,
Bạn kiểm tra lại những cái lý do đó nó còn phù hợp hay không trong cái bối cảnh thị trường như hiện tại. Nó có điểm nào vi phạm không? Về cổ phiếu làm ăn nó còn tốt hay không? Hay là nó không còn tốt nữa? Hay là cổ phiếu nó vẫn đang làm ăn rất tốt và tiếp tục sẽ tốt trong những quý tới? Rồi, cái định giá hiện nay đã phản ánh cái giá trị thật của cổ phiếu của công ty chưa? Đấy. Mình phải thấu hiểu cái điều này. Mình phải hỏi mình cái điều đó. Nếu nó phản ánh hết rồi, đầy đủ rồi, thì mình phải chốt lời nó thôi. Đấy, bạn không cần hỏi tôi, bạn phải chốt lời. Thí dụ như đối với lại một số cái cổ phiếu bán lẻ lớn, nó hồi phục gấp đôi từ dưới đáy. Và khi mà quý 1 nó được book một khoản lãi gần 1.000 tỷ vào, thí dụ cũng vậy. Thì tôi cũng ít khi nói tiêu cực hay nói xấu vào một cái gì cả. Tôi không muốn như vậy. Nhưng mà ý tôi muốn nói với các bạn là khi mà bạn nhìn thấy nó hồi phục gấp đôi từ vùng đáy và tự dưng nó có một khoản lợi nhuận rất lớn trong cái quý 1, thì bạn phải đặt cái câu hỏi, tôi đang gợi ý và hỗ trợ bạn thôi, là bạn đặt câu hỏi là liệu rằng trong cái quý 2 tới với cái tình hình bán lẻ hiện tại thì nó có được cái lợi nhuận tương xứng như thế hay không? Đấy. Thứ hai nữa là giả sử như 4 quý mỗi quý được 1.000 tỷ thì bạn tính được cái EPS của nó trong năm 2024 là bao nhiêu? Từ đó với cái giá hiện nay của cổ phiếu, bạn dùng cái tỷ số P trên E, tức là cái giá hiện nay chia cho cái EPS, earnings per share, mà bạn nghĩ rằng là mỗi quý nó 1.000 tỷ, nó có 4.000 tỷ 4 quý, thì xem là cái P hiện nay nó có phải là 20 lần hay là 25 lần hay không, forward của 2024. Mà như vậy thì có phải là cao không so với bình quân cách đây 5 năm và trong xuyên suốt lịch sử niêm yết của nó. Nếu bạn không có những thông số này thì bạn có thể sử dụng những phần mềm, nếu mà miễn phí thì trên mạng cũng có, hoặc là bạn có thể sử dụng cái phần mềm như Kumu Stock Pro, nó hỗ trợ cho các bạn là PE trong lịch sử của nó trong 3 năm, 5 năm, 10 năm, định giá nó làm sao để bạn so sánh nó. Nếu bạn thấy rằng là giá nó đã vượt qua cái giá trị thật thì bạn chốt lời đi, chứ chẳng có vấn đề gì phải hỏi. Còn nếu bạn thấy rằng là nó mặc dù đã tăng trong thời gian vừa rồi nhưng mà nó còn khá là nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, và cái PE hiện nay nó chưa phản ánh cái giá trị thật, và tôi sẽ chấp nhận cho thị trường rung lắc vì tôi cầm cái cổ phiếu này, tôi có niềm tin rằng là cổ phiếu nó sẽ còn tiếp tục phát triển lên, ví dụ thế, thì mình vẫn còn cầm. Do đó thì quan trọng nhất bây giờ mình đừng có hỏi tôi là mình nên làm gì, mình có nên bán chốt lời hay không, hay mình nên là cắt lỗ nhỏ hay không, rồi mình cầm tiền hay không. Vấn đề là tại sao mình mua cổ phiếu ngay từ đầu, với kỳ vọng về nó là cái gì, cái lý do tại sao, cái định giá hợp lý như thế nào, và giá của cổ phiếu hiện tại đã phản ánh những cái kỳ vọng đó chưa, đã đầy đủ chưa? Nếu câu trả lời là chưa thì xin thưa là bạn cứ cầm cổ phiếu thôi. Bởi vì bạn nhớ cái câu chuyện của chúng ta không nào, tại cái thời điểm mà cổ phiếu nó vẫn vậy nhưng về 1167, bạn bị những cái chuyên gia nào, những cái tin tức nó đến rất là nhất thời, đúng không nào? Bạn bị những cái chuyên gia họ dọa về vĩ mô. Tôi có thể tổng hợp một số những cái sự dọa dẫm của họ ở cái vùng mà họ ép bạn bán ra và bạn bị tâm lý bán này. Đấy, thí dụ tin tức là nhất thời, nó đến rồi đi. Vài hôm trước, thời điểm và giữa tháng 4, bạn nhớ là một số chuyên gia và media đăng thông tin nào là tỷ giá chúng ta đang gặp vấn nạn rất lớn, phải can thiệp tỷ giá này, phải bán đây, không thì đâu là index tăng mạnh như thế thì tỷ giá khốn đốn, đúng không? Họ dọa rằng là index sẽ phải điều chỉnh rất mạnh bởi vì tỷ giá khốn đốn. Họ dọa những yếu tố nữa là họ bi quan về tỷ giá, họ bi quan về cái câu chuyện là họ tổng hợp những cái báo cáo tài chính của các cái công ty chứng khoán, họ lấy cái số liệu của ngày 31 tháng 3 năm 2024 về margin. Họ nói là margin cao kỷ lục, sẽ có côn margin, mà thực tế có côn margin không? Không, đúng không ạ? Nhưng mà họ lấy cái báo cáo vào cái ngày 31 tháng 3, cái số liệu đó họ công bố vào ngày 15 tháng 4 và 16 tháng 4 và 17 tháng 4 để cho các bạn sợ ơi là sợ. Bởi vì lấy cái số liệu ngày 31 tháng 3 là tại thời điểm các bạn biết là cái báo cáo tài chính, đặc biệt là bảng cân đối kế toán, nó là một cái hình chụp cắt lớp, giống như một cái phim cắt lớp chụp cái hiện trạng tài chính của công ty tại một thời điểm vào cái ngày lập báo cáo là ngày 31 tháng 3 năm 2024. Nhưng sang ngày 1 tháng 4 là cái báo cáo tài chính đó và bảng cân đối kế toán đã thay đổi rồi. Có thể là 1 tháng 4 hoặc 5 tháng 4 người ta bán bớt thì cái mặt gì nó thấp hơn rồi sao? Nhưng mà bây giờ mình lấy cái 31 tháng 3 xong rồi mình quy chiếu nó, mình nói là cả thị trường đang mặt gì rất cao, thế là bà con sợ quá, sợ cô mặt zin giống như là cái thời điểm tháng 9 năm 2022 và năm 2000 tháng 4 năm 2022, cho nên bà con mới bán ao 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 bán tống bán tháo những cổ phiếu của mình đi bất chấp định giá
bất chấp lý do tại sao mình mua cổ phiếu, bất chấp tất cả những cái nguyên tắc về về cổ phiếu, bởi vì gì? Bị dọa sợ. Thế nhưng mà bạn thấy không, vài hôm trước thì họ bi quan về tỷ giá, thế nhưng mà mấy hôm sau, sau khi mà họ gom được hàng ở vùng 1167 rồi, thì họ lại ra một cái báo cáo họ lạc quan về tỷ giá. Họ nói rằng là tỷ giá thì đến đợt này thì Fed sẽ không còn thắt chặt tiền tệ mạnh như thế nữa, từ giảm cái quy mô gói thắt chặt từ 60 tỷ xuống còn 25 tỷ đô một tháng từ tháng 6, rồi đô la index có thể sẽ điều chỉnh, do nên tỷ giá sẽ ổn từ cuối quý 2 thôi, không vấn đề gì đâu các bạn ạ. Thế lúc trước bạn vừa nói tôi là dọa, thì tất nhiên là thị trường nó luôn biến đổi, chẳng ai biết được chuyện thị trường ngày hôm sau sẽ ra sao, nhưng mà những cái tác động, những cái báo cáo nó ảnh hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng, người đầu tư rất lớn. Và bởi vì nhà đầu tư cũng chẳng biết là mình đầu tư vì cái gì, tại sao lại đầu tư, thế nên thị trường nó mới là cỗ máy kiểm phiếu, thị trường nó mới là cái con lắc dao động giữa sợ hãi và tham lam. Mà Howard Mark nói là chẳng bao giờ nhà đầu tư ở điểm trung bình cả, nhà đầu tư luôn luôn ở cực độ sợ hãi, hoặc là nhà đầu tư luôn luôn cực độ tham lam. Thế thì vài hôm trước thì bi quan, thế thì vài hôm sau lại lạc quan. Đấy, thì tin tức nó là cái nhất thời, nó đến rồi đi, nó chẳng hữu ích gì trong cái quá trình ra quyết định đầu tư của các bạn cả. Bởi vì chẳng hạn như là bây giờ tôi cập nhật các bạn về tỷ giá đi, tỷ giá ngày 5 tháng 5 đấy, thì đô chợ đen nó là 7.90, thì bây giờ ngày 9 tháng 5 nó là 7.30. Mà thậm chí nếu các bạn thấy là cái giá, như cái giá vàng của SJC Việt Nam đi, thế giới nó tăng thì tăng theo, mà thế giới nó giảm thì cũng tăng. Nói chung là nó cũng hơi bị lằng xoằng ngoằng, đúng không? Cho nên chúng ta phải chia sẻ với nhau rằng là cái câu chuyện mà khi thị trường nó hồi phục sau một thời gian hồi phục khoảng 80 điểm, hơn 80 điểm ấy, đến thời điểm này là kết phiên là nó vào khoảng 1248 điểm, thì tức là nó hồi phục khoảng 80 điểm, thì cái chuyện rung lắc là cái điều hết sức bình thường. Thì trong quá trình rung lắc đấy, bạn chắc chắn là phải hỏi một điều là bạn mua vì cái gì, kỳ vọng như thế nào, định giá hợp lý, nó đã đến điểm đấy chưa, và đặc biệt là bạn đang quản trị rủi ro như thế nào. Đấy, bạn đang quản trị rủi ro, tức là bạn có tiền không. Nếu mà bạn duy trì, tôi có thể khuyên bạn được một điều, đó là ở cái vùng này bạn giữ khoảng 50% tiền và 50% cổ phiếu, thế là đủ rồi. Tức là bạn đang duy trì cái tỷ lệ tiền mặt và cổ phiếu của bạn nó ở mức là tiền mặt bạn vẫn có 50% và cổ phiếu bạn vẫn có 50%, thì bạn sẽ ăn ngon ngủ yên, chẳng có ai bị làm sao cả. Và bạn nhớ câu nói mà tôi có chia sẻ với các bạn trên Facebook cá nhân của tôi ấy, đó là trong cái đại hội cổ đông Berkshire Hathaway năm 2024 vừa rồi, thì ông Warren Buffett ông nhắc lại một cái lời nói của một người bạn quá cố là cánh tay phải của ông Charlie Munger. Ông nói là thực tế ra thì tất cả mọi người nhà đầu tư thường hay mắc sai lầm, chính bởi vậy thì Warren Buffett và Charlie Munger mới giàu như vậy. Do đó bạn đừng lặp lại cái sai lầm, quan trọng nhất là bạn quản trị rủi ro làm sao. Đối với tôi hiện tại thì tôi khuyên các bạn là khoảng có 50% hàng, 50% tiền, hoặc 70% hàng, 30% tiền, bạn luôn luôn có tiền mặt, đừng có mặt gì, để mà bạn có thể chấp cái sự rung lắc của thị trường. Bởi vì cổ phiếu bạn mua nó vẫn rất là tốt, giả sử như nó vẫn tốt, nó vẫn phát triển, chứ nó không phải là lụn bại, định giá nó vẫn còn hợp lý và nó chưa đến cái điểm đắt, đúng không? Và kỳ vọng nó chưa tới thì mình cứ giữ thôi. Chứ bạn hỏi tôi ra bán ra thì nhưng mỡ nhỡ xong bán ra, giống như một số bạn cũng nói về cái con bán lẻ đấy, thì tôi bảo là kỳ vọng nó hồi phục hồi, thế nhưng mà lại bán rất sớm, sợ một tí bán sớm thì sau đó ngậm ngùi nhìn cổ phiếu nó tăng 30% nữa từ cái vùng bán, tiếc không? Đúng không? Nhưng mà bên đến thời điểm này thì tôi lại nói rằng là cái cổ phiếu đấy, nếu là tôi thì tôi sẽ take profit của cổ phiếu đấy, bởi vì nó đã vượt xa cái định giá mà tôi đã dự kiến, không những là của năm 2024 mà được vượt ra định giá của năm 2024, 2025, 2026 rồi với cái giá hiện tại. Thế thì tùy thời điểm, cổ phiếu tốt nhưng nó vượt định giá của mình, vượt kỳ vọng của mình thì mình phải tiễn biệt nó đi thôi, đúng không? Thế còn đối với lại cái checklist của cái người đàn ông nghèo thì như thế nào? Đây các bạn nhớ trong cái trang 1275, các bạn cứ đọc lại xem. Nền kinh tế đang tiêu cực về triển vọng, bên cho vay dè dặt, thị trường vốn thắt chặt, vốn đầu tư khan hiếm hay là dồi dào, các lãi suất cao hay là thấp, mức chênh lệch spread rộng hay là cao, nhà đầu tư hiện nay thì bi quan hay túng quẫn, hay là hào hứng hay không hứng thú mua bán. Đấy,
người bán nhiều hay ít, thị trường thì đông đúc hay là khát sự chú ý, các quỹ thì như thế nào, hiệu suất gần đây mạnh hay yếu, vân vân, để mình có cái nhìn về thị trường tại thời điểm hiện tại. Thì còn đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là thị trường tại thời điểm hiện nay đó, thì cái cơ hội khi mà số lượng người cầm tiền trên thị trường hiện nay rất lớn, và cái thách thức như tôi nói về mặt kỹ thuật thì nó đã hồi phục khoảng 80 điểm thay vì 60 điểm trong cuối tuần tôi review. Nước ngoài vẫn bán mạnh, đấy là một cái điểm trừ của thị trường, là thách thức. Và cái tổng thể nó không còn rẻ nữa về mặt định giá của các trụ. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn tổng thể cái thách thức và các cái cơ hội đó, thì bây giờ bạn hãy nhìn xem bạn lựa chọn những cái cổ phiếu mình tham gia là những cổ phiếu, thứ nhất có những cái lý do và những cái kỳ vọng gì cụ thể, cái định giá hợp lý của nó và cái giá hiện tại, cái margin of safety, cái biên an toàn bạn tham gia là như thế nào để bạn có thể lựa chọn và giữ hay là bán. Và trên hết tất cả theo tôi thì đó là cái tinh thần quản trị rủi ro. Bạn nên có một cái tỷ trọng tiền mặt nhất định trong tài khoản của mình, tối thiểu giai đoạn này theo tôi nhé, nó là khoảng tầm ít nhất đó là khoảng 30%. Thì đó là cái mà tất nhiên bạn đọc kỹ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của tôi. Tôi không khuyên các bạn all in và giàu nhanh bao giờ, nhưng mà các bạn nhớ đây là ý kiến cá nhân tôi. Và đơn giản là như vậy thôi, để trả lời các bạn là nên bán hay là nên mua và nên làm gì trong cái lúc mà rung lắc của thị trường hiện tại. Bởi vì thị trường giờ kết phiên nó là 1.248, thì hôm nay khi mà nó gặp cái cản này nó rung lắc cũng hết sức bình thường các bạn ạ, nhá, hết sức bình thường. Đấy, thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn như thế, và xin chúc các bạn thành công. Và hãy lắng nghe lại cái video này, nếu bạn chưa hiểu cái video này muốn nói cái điều gì với bạn. Những bạn nào mà có trùng máu một số các cái nhóm ngành hàng và cái view về cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu bán lẻ, thì bạn có thể tham khảo tôi có thể sai, nhưng tôi sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Cái này thì vì một số lý do tế nhị không thể nói trực tiếp cái mã nào, bởi vì nói tích cực thì tôi sẽ nói về cái mã đó. À, còn quên một cái nữa, đó là bạn hỏi tôi đó là gì, đó là lãi suất huy động hiện nay đang ở mức thấp mà tại sao có những cái ngân hàng lại huy động tới 9,7% một năm hay là 7,7% một năm. Thì xin thưa với các bạn, đó là cái chẳng hạn như PVcombank thì nếu bạn muốn gửi được 9,7% một năm thì bạn phải có 2.000 tỷ, gửi 2.000 tỷ và tính lãi cuối kỳ. HD Bank cũng phải gửi khoảng 1.000 tỷ thì mới được cái lãi suất 7,7% một năm, và cũng tính cuối kỳ. Cái thách thức đó là vàng đang tăng giá một cách rất vô lý, thì nó sẽ hút tiền cùng cạnh tranh với chứng khoán. Và một cái sự phổ cập, cái cơ hội đó là sự phổ cập của kênh đầu tư chứng khoán, hiện nay đang được mở ra khoảng 405.000 tài khoản mới mở được trong tháng 4 vừa rồi, và tổng thể hiện nay đang có 7,6 triệu tài khoản nhờ sự phát triển của công nghệ. Đấy là một điều rất là tốt. Đấy, thì tôi cũng chia sẻ như vậy để cho các bạn nắm thêm thông tin về cái tình hình hiện tại. Nói chung ý, đầu tư nó là một cuộc chơi của sự kỳ vọng, và tôi mong muốn là các bạn có một kỳ vọng hợp lý, đừng thái quá, đừng hưng phấn thái quá, nhưng mà cũng đừng có bi quan, và chấp nhận khi mà có những cái tăng lên 80 điểm thì có những sự rung lắc. Và sự rung lắc này theo tôi, nếu có trong thời gian tới, nó là một cái cơ hội để cho các bạn có thể ngắm nghía những cổ phiếu mà các bạn muốn tích lũy nó ở cái vùng giá rẻ hơn. Các bạn cảm ơn bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy đặt câu hỏi phía dưới nhé. Xin chúc các bạn thành công.